Xin chào anh chị và các bạn. Chúc mừng anh chị. Anh chị là những người may mắn khi được xem cái clip này. Tôi là Huy Cường. Tôi có 9 năm làm nhà báo tại Báo Nhân Dân. Tôi học báo chí của Thụy Điển và báo chí tại Học viện Báo chí Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Ngay từ khi còn rất là trẻ, tôi đã có ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình. Và tôi có quan sát và theo dõi những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là đột quỵ và ung thư. Và cái chiều hướng số người bị đột quỵ và ung thư ngày một gia tăng, và đặc biệt là trong những năm gần đây ấy, thì nó đã trở thành đại thảm họa. Và ngày hôm nay Huy Cường muốn chia sẻ với tất cả các anh các chị với một cái mong muốn là mình có ý thức và nhận thức được mình là người quan trọng nhất để tự mình bảo vệ chính mình, và không ai khác có thể giúp anh chị bảo vệ sức khỏe của anh chị. Trong 8 năm qua, Huy Cường đã được học những chuyên gia hàng đầu trên thế giới, những tiến sĩ, những bác sĩ, những giáo sư, những người đi đầu trong cái cuộc phong cách sống khỏe mạnh và những cái giải pháp để phòng bệnh, và đặc biệt đó là đột quỵ và ung thư. Và trong hơn 3 năm qua, bản thân Huy Cường và đội ngũ của mình cũng đã bảo vệ được hàng vạn người không bị đột quỵ và ung thư. Và ngày hôm nay Huy Cường muốn chia sẻ với tất cả các anh các chị, với bằng tất cả tấm lòng mình, bằng cả trái tim, để giúp anh chị có thể hiểu một cách đúng đắn, để có thể nhận thức được một cách đúng đắn mình đang sống ở đâu, trong một cái cuộc thảm họa như thế nào. Và chắc chắn một điều là chúng ta sẽ làm chủ được sức khỏe của mình, sẽ hoàn toàn có thể bảo vệ được bản thân mình và những người thân yêu của mình nếu chúng ta có ý thức và chúng ta có giải pháp. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một vài cái con số cực kỳ đáng sợ ngày hôm nay. Anh chị biết là theo số liệu thống kê của ngành y ấy, thì mỗi một ngày có khoảng 270 người ra đi vì đột quỵ. Một năm có 200.000 người Việt Nam bị đột quỵ, trong số đó là một nửa mà bị chết không bao giờ quay trở lại được. Anh chị còn nhớ cái thảm họa hàng không không? Vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, chiếc máy bay MH370 của hãng Malaysian Airlines bị mất tích, chở theo 239 hành khách. Ngày hôm nay nó vẫn là một cái bí ẩn. Thì người ta coi đó là một thảm họa hàng không. Và thế giới này, báo chí rồi vân vân, mất bao nhiêu tiền của trí tuệ về cái vụ máy bay rơi này. Nhưng ở Việt Nam cứ mỗi một ngày có một cái máy bay rơi tương tự như vậy mà không ai sống sót, thì dường như là người ta rất là bàng quan, người ta rất là thờ ơ, và người ta đang sống như không có chuyện gì xảy ra. Rồi ung thư cũng vậy. Một năm có 94.000 người Việt Nam ra đi vì ung thư, và trung bình là 257 người Việt Nam bị chết với ung thư một ngày. Mà người ta cũng đang sống làm sao ạ? Rất là bàng quan, mặc kệ nó, coi như không có chuyện gì xảy ra anh chị ạ. Thật là khủng khiếp, phải không ạ? Thật là khủng khiếp. Và anh chị biết là ung thư không loại trừ bất kỳ ai, đột quỵ không loại trừ bất kỳ ai. Dù là tiến sĩ y khoa, là giáo sư, là bác sĩ, là những người rất giỏi chuyên môn trong ngành y mà không có tự mình ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình. Rồi dù là những người vô cùng giàu có, rất là nổi tiếng, giống như là chủ tịch tập đoàn Nam Cường, có tài sản hàng nghìn tỷ, giống như là nhạc sĩ Trần Lập, một người truyền cảm hứng thực sự là tuyệt vời, nhưng cuối cùng cũng ra đi vì ung thư. Chúng ta thấy không ạ? Vậy thì tại sao người ta lại bị ung thư? Tại sao người ta lại bị đột quỵ? Và ngày hôm nay chỉ cần quan sát, chỉ cần để ý một chút thôi là chúng ta hiểu nguyên nhân, nó rất là đơn giản. Đó là thừa những cái mỡ xấu ở trong cơ thể, mỡ máu, mỡ nội tạng, mỡ thành mạch. Thiếu máu nó làm tắc nghẽn những cái mạch máu và thiếu cung cấp máu lên não, khiến cho người ta làm sao bị đột quỵ hoặc là tai biến vỡ mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Rồi những cái chất độc hại từ ăn uống, chất kích thích, chất tạo màu, chất tạo mùi, chất bảo quản, chất tạo nạc, vân vân. Tất cả những cái chất đó báo chí nói hàng ngày là những nguyên nhân chính dẫn đến bị ung thư. Rồi chúng ta hít thở khói bụi, khí độc từ môi trường. Chúng ta biết là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trong những thành phố có mức độ ô nhiễm không khí, nguồn nước lớn nhất trên thế giới. Chúng ta thấy cái sông Tô Lịch không ạ? Đen ngòm. Vậy thì nếu như chúng ta vẫn đang sống những gì người ta đang sống, nếu như chúng ta vẫn ăn những gì người ta đang ăn, vẫn hít thở những gì người ta đang hít thở, và con người mắc một cái sai lầm vô cùng lớn, đó là đi tìm những con số không. Đó là những con số không cực kỳ tuyệt vời. Đó là tiền tài, đó là danh vọng, đó là địa vị, đó là nhà lầu, đó là xe hơi, đó là tài sản, đó là du lịch, đó là phát triển bản thân, các mối quan hệ vân vân. Những con số không đó cực kỳ tuyệt vời. Nếu như có con số 1 đứng đầu
đó chính là sức khỏe. Và nếu như không có con số 1 đó thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Và ngày hôm nay chúng ta để ý xung quanh chúng ta, có rất nhiều người họ vào nhà tắm và không bao giờ trở ra được, nằm bất động ở trong đó. Có rất là nhiều người đi ngủ và không bao giờ thức dậy được. Những câu chuyện tương tự như vậy chúng ta nghe xung quanh chúng ta, hàng xóm chúng ta, ở một cơ quan, một tổ chức hoặc là cộng đồng chúng ta, hàng ngày, hàng tuần chúng ta đều nghe những thấy những cái con số, những cái câu chuyện tương tự như vậy. Và người trẻ từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi ngày hôm nay rất là nhiều anh chị ạ, vô cùng nhiều những cái câu chuyện bị tai biến mạch máu não, rồi sao những cái tế bào ung thư di căn, những cái khối u di căn. Và bạn có lo lắng một ngày nào đó mình bị mắc rơi vào những cái hoàn cảnh tương tự hay không? Nếu như chúng ta cứ bàng quan, chúng ta cứ ăn, cứ uống và không tìm cho mình một cái giải pháp, không có ý thức để tự mình bảo vệ mình. Và bằng tất cả tình yêu thương của mình, mình cũng muốn chia sẻ cái điều này để mong anh chị hãy tự mình bảo vệ mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rủi ro cho sức khỏe ngày hôm nay vô cùng lớn. Và nếu như anh chị muốn tìm hiểu về một cái giải pháp tuyệt đối an toàn, người nghèo, người trung bình cũng có thể áp dụng, sử dụng nó thường xuyên liên tục, người khá, người giàu đương nhiên, thì anh chị hãy liên hệ với những người gửi cho anh chị cái video clip này để họ gửi cho anh chị cái video clip tiếp theo. Chúc cho anh chị và gia đình của anh chị luôn luôn khỏe mạnh. Và hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.